Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, khi đến với ấp Đông Phước, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, chúng ta dễ dàng bắt gặp những mô hình nuôi cá trong ruộng lúa. Nhưng và do đặc thù địa hình đất đai nên là từ nhiều năm nay, mô hình nuôi cá trong ruộng vào mùa nước nổi đã lan tỏa và phát triển mạnh, mang lại thu nhập cho bà con nông dân. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mô hình nuôi cá trong ruộng này nhé. Trong những ngày này thường có mưa nên ông Nguyễn Văn Quỳnh ở ấp Đông Phước, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ thường xuyên đi thăm cá nuôi trong ruộng để kiểm tra ao bờ, tu sửa lưới cho chắc chắn và theo dõi sự tăng trưởng của cá. Dưới 20 công ruộng, trước đây ông trồng lúa 3 vụ một năm, như gần 20 năm nay, ông chuyển sang mô hình 2 lúa 1 cá. Vào tháng 7 âm lịch, ông thả 25 kg cá giống các loại gồm cá chép, cá mè. Dưới mô hình này, hàng năm đã tăng thu nhập cho gia đình ông. Cán bộ địa phương đó vận động mình là coi như là nên giảm cái vấn đề là làm diện tích vụ 3 lại, chuyển sang qua là mô hình nuôi cá, trừ chi phí rồi đó là coi như lời cũng khoảng 20 mấy triệu. Thì so sánh với cái vấn đề làm lúa thì nó có an tâm hơn mà nó vững vàng hơn nữa, lo cuộc sống gia đình thì nó cũng ổn định hơn. Đặc thù nơi đây là vùng đất trũng nên khoảng tháng 6, tháng 7 âm lịch nước đổ về. Đây là điều kiện thuận lợi để nuôi cá. Chính vì thế nên không riêng ông Nguyễn Văn Quỳnh mà từ nhiều năm nay có 95 hộ dân trên địa bàn ấp đã thay đổi tập quán canh tác cũ, đa dạng hóa sản phẩm trên cùng một diện tích đất. Đó là chuyển mô hình thành 2 lúa, 1 cá ruộng với tổng diện tích nuôi cá 165 hectare. Việc nuôi cá trong ruộng vào thời điểm này có nhiều thuận lợi cho bà con nông dân. Ngoài tăng thu nhập thì yếu tố cũng quan trọng chính là tăng độ phì nhiêu cho đất. Trong quá trình nuôi thì mình cũng đi vòng vòng thăm lưới, khi nào có gió gãy cây hay là tóc gì đó mình chỉ sửa lại thôi, nó cũng rất nhẹ nhàng. Nó chỉ ăn thức ăn tự nhiên ba cái lúa chét cho mình, không có cho ăn thêm những gì hết. Nuôi cá thì nó có một cái là nó cải tạo được đất. Cái độ phì nhiêu của đất nó so với cái những cái vùng mà xạ vụ qua thì nó cái độ phù sa nhiều hơn. Nó giúp cho người nông dân nó giảm bớt cái chi phí đầu vào. Và nó về cái thu hoạch lúa thì nó cao hơn so với là những cái diện tích mà làm lúa vụ 3 vụ trên năm. Cái mô hình nuôi cá thì năm nay thì nó có lan tỏa ra đối với ấp Đông Thạnh thì cũng được 12 ha đối với 12 hộ. Thời gian nuôi cá trong ruộng khoảng 3 tháng. Theo nhiều nông dân nơi đây, cá năm nay phát triển tốt, dự kiến cuối tháng 9 đến tháng 10 âm lịch thu hoạch. Giá cá thương phẩm bình quân từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng một ký. Do nuôi đồng loạt nên một số hộ cũng thu hoạch đồng loạt. Đây là mô hình phù hợp nên đã góp phần tăng thu nhập, phát triển đời sống cho nông hộ.